xong Eric lồng được cái nào lồng. Ngày 11 tháng 7 năm 2019, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước đã mổ thành công ca mổ lấy sỏi bàng quang cho một bệnh nhân với 7 viên sỏi lớn có tổng trọng lượng lên đến gần nửa kg. Theo đó, bệnh nhân tên Trần Văn Mai, 45 tuổi, ở thôn 6, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, đã có thời gian nằm liệt giường 15 năm do bị tai nạn lao động. Bệnh nhân đã điều trị tại bệnh viện thị xã Phước Long, một thời gian sau đó chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Qua chụp X-quang, siêu âm, chụp CT, các bác sĩ bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước đã phát hiện số sỏi bàng quang lớn trong người của bệnh nhân và phẫu thuật vào ngày 11 tháng 7. Sau hơn một tiếng đồng hồ, ca mổ hoàn thành, 7 viên sỏi trong bàng quang của bệnh nhân đã được lấy ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Thấy coi như là độc ngọt, coi như là hết hồng luôn, mấy cái mà chịu đựng bao lâu nay rồi, thấy chịu đựng mấy cục này rồi thấy cũng quằn quại trong người lắm rồi, đau đớn cũng dữ, thấy cũng ra đó là nhẹ nhõm người đó. Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Trịnh, trưởng khoa ngoại tổng quát Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, một trong những nguyên nhân hình thành sỏi là do sự lưu thông của dòng nước tiểu của bệnh nhân không được tốt. Bệnh nhân lại nằm liệt giường đã 15 năm nên đã hình thành những viên sỏi này. Một bệnh nhân mà mang trong người 7 cái viên như thế này thì rõ ràng là nó sẽ làm đau đớn rồi. Cái bọng đái của chúng ta thì nhỏ mà các bạn thấy nó phải chứa chừng này đá nữa. Thì quả là khó khăn rồi. Về viên sỏi mà có kích thước lớn như thế này thì tôi có gặp nhiều, nhưng mà ở trên một người mà lại có nhiều viên cùng một lúc, có nhiều viên to như thế này thì thật sự là bây giờ tôi mới gặp. Hiện bệnh nhân Trần Văn Mai đang dần hồi phục sức khỏe.